mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthias. Khi Đức Giêsu vào thành Ca Phác Na Um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin, thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà đau đớn lắm. Người nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp, thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bận. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có đến tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng, Tôi bảo thật các ông, Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cá nước trời thì sẽ bị quăng ra ngoài, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng, ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Trước khi nó là lời tuyên xưng trong phục vụ ta đọc mỗi lần khi tham dự thánh lễ, thì câu này được thốt ra bởi viên đại đội trưởng dân ngoại như trong tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ xoay quanh câu này qua đó để gợi cho ta bước vào mùa vọng trong tâm tình tin tưởng tuyệt đối chính chúa sẽ đến và ở lại với chúng ta dù ta bất xứng ta chỉ cần tin và cầu xin ngài phán một lời để làm cho tâm hồn được sạch trong hầu xứng đáng với Ngài ngự đến. Anh chị em thân mến, so với những người Do Thái, viên vại đội trưởng đây là một người ngoại quốc, có chức quyền, địa vị trong xã hội. Ông là một người tốt, yêu thương, quan tâm đến mọi người, kể cả những người đầy tớ của mình. Ông có uy quyền trong lời nói, có thể sai bảo gia nhân thuộc hạ nhưng ông bất lực trước sự giữ, trước đau khổ và bệnh tật. Ông đến xin Chúa Giêsu trước bận cho một người đầy tớ của mình. Ông tin Ngài có quyền trên đau khổ, trên bệnh tật, thứ mà ông không thể có. Như thế, ông đã nhìn Đức Giêsu hoàn toàn khác biệt, vượt xa hẳn con người bình thường. Chúa Giêsu đã ca ngợi ông ta có một lòng tin mà chưa có người do thái nào có bởi vì ông đã thưa với chúa rằng thưa ngài tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bận bởi đâu ông ấy có niềm tin như thế không biết ai dạy cho ông truyền lại cho ông có lẽ bởi chính thế giá của chúa những việc ngài đã thực hiện những lời Ngài giảng dạy và chính bản thân của Ngài mà chính ông đã chứng nghiệm hoặc nghe thấy. Trong khi nhiều người Do Thái khác nghi ngờ Đức Giêsu, thì viên đại đội trưởng dân ngoại này lại có được một xác quyến xác quyết về đức tin mạnh mẽ như thế mà không có người Do Thái nào có được. Nhà dân ngoại là chốn ô uế người Do Thái không bước vào, nhưng với Chúa Giêsu thì khác. Ngài nói, chính tôi sẽ đến chữa nó. Ngài vẫn tiếp xúc, gặp gỡ, ăn uống đi lại với những người, những nơi chỗ như vậy. Ngài đến để cứu chữa và giải thoát. Sự hiện diện của Ngài với người ta công bố rằng nơi đó không có hoặc không còn xấu xa tội lỗi nữa. Cho nên khi nói rằng tôi chẳng đáng ngài bước vào nhà tôi. Đó là một cảm thức tôn giáo, chứ không đơn giản là thái độ khiêm nhường xã giao. Đó là cảm thức của người phàm, thuộc cõi trần, về đấng uy quyền, thuộc về cõi thần thiêng. Vì thế, trong cảm thức này, Đức Giêsu được xem là một người do thái. Đức Giêsu được xem hơn là một người do thái người chiếm một vị thế siêu việt trong tâm thức của người tiếp xúc với Ngài. Ngài có thể chữa bệnh cho người đầy tớ với một lời phán bảo, không cần đích thân Ngài đến. Phán một lời, liền có vạn sự, đó chỉ là lời của đấng toàn năng. Trong con mắt của viên đại đội trưởng này, Chúa Giêsu là một đấng có uy quyền thực sự và ông ta tuyên xưng điều ấy xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Tin vào uy quyền trong lời nói, tin vào sự việc sẽ xảy ra đúng với lời ấy và tuyên xưng chúng nơi Đức Giêsu, đó là một đức tin chân thật tuyệt đối. Đức tin này nhìn nhận Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Đồng thời đức tin này đem người ta đến đón nhận ơn giải thoát của người cho dù người tuyên xưng đức tin ấy là một người dân ngoại tôi chẳng đáng ngài bước vào nhà tôi vì tôi biết ngài là ai và tôi là người thế nào nhưng xin ngài phán một lời là đầy tớ tôi được khỏi bận bởi vì tôi tin ngài làm được còn tôi thì bất lực ngài và tôi hoàn toàn khác nhau Đức Giêsu đã chữa khỏi cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng bằng chính đức tin và lòng thương xót của ông ta. Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy. Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Câu này vừa xác nhận đức tin chân thật của viên đại đội trưởng, vừa công bố sự thật về chân tướng của Chúa Giêsu. Ngang qua việc chữa bệnh bình thường, Thiên Chúa đích thân đến với con người và đồng thời con người gặp gỡ thiết thân với chính Thiên Chúa. Đức tin chân thật của viên đại đội trưởng được đặt vào chính con người Chúa Giêsu đến mức chỉ xin Ngài nói một lời. Đồng thời đức tin chân thật ấy sẽ làm phát sinh hoa quả ơn cứu độ cho người tuyên xưng Ông tin thế nào thì được như vậy. Đã giúp cho người đầy tớ được chữa khỏi nhưng quan trọng hơn, chính viên đại đội trưởng được dự tiệc nước trời. Từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob trong nước trời. Qua đây, ơn cứu độ được ban tặng cho tất cả mọi người có đức tin. Một khi họ tin xưng như viên đại đội trưởng trong tin mừng hôm nay. Anh chị em thân mến, mùa vọng là mùa của bày tỏ niềm tin một niềm tin tuyệt đối được đặt trên cơ sở tin vào chính con người Chúa Giêsu bởi một khi con cái của ngài chạy đến kêu xin thì chính ngài đích thân sẽ đến cứu chữa cho họ bằng chính sự hiện diện của ngài nhưng ngài cần họ chứng tỏ niềm tin vào chính bản thân của ngài trên hết Chúa Giêsu muốn khi họ đến xin Ngài điều gì thì hãy tin vào chính Ngài trước và tin rằng Ngài có như và tin rằng Ngài có sẵn như sẵn và sẵn lòng cho điều họ xin. Khi cầu nguyện, chúng ta cũng biểu lộ một đức tin đơn sơ, khiêm nhường, sâu sắc, tự phát thì lời cầu nguyện của chúng ta mới hiệu nghiệm. Mùa vọng, mùa vọng mời gọi ta nghĩ đến tha nhân, cho dù họ là ai. Chúng ta cần gạt bỏ những bức vắt, ngăn các con người, tạo nên do tôn giáo, văn hóa, xã hội, địa vị, nghề nghiệp, phe nhóm, để dễ dàng đến với bất cứ ai vì nhu cầu tự nhiên và nhất là vì nhu cầu đời sống siêu nhiên của họ. Bắt trước Chúa Giêsu trong đời sống xã hội cũng như trong đời sống cộng đoàn. Chúng ta cần biết nhạy cảm trong tinh thần khách quan và công bằng, nhận ra những cái hay, cái phải, cái tốt của tha nhân để cảm phục và bắt chước Tránh thái độ hẹp hòi, cục bộ, mặc cảm, yên trí đến bất công, khiến chúng ta xa cách tha nhân. Ngoài ra, mùa vọng là thời gian đặc biệt để dân chúa sống trong sự khát vọng, hiện diện trước nhan thiên chúa. Ta mong chờ Chúa sẽ đến giải thoát trong tinh thần cầu nguyện và vững tin. Vì thế, chúng ta cần xét lại những tư tưởng hẹp hòi, các hoạt động vụ hình thức, lối sống ấu trĩ, những thói hư buông thả, dễ dãi của tập quán máy móc để chúng ta dễ dàng tin nhận và đón Chúa đến vào trong cuộc đời của mình hàng ngày. Amen. <laughs>